con này sẽ hướng dẫn cho anh chị sử dụng cái phương pháp bài học về cảm xúc để giúp con nâng cao chỉ số EQ. Bài học về cảm xúc được sử dụng tốt nhất khi cho con một cái trải nghiệm về cảm xúc. Tức là con phải có một cái trải nghiệm về các cái cung bậc của cảm xúc. Ví dụ như con phải biết là con giận, các cái mức độ nó như thế nào, con lo lắng thì mức độ nó như thế nào. Tức là con phải được trải nghiệm qua. Thông thường thì chúng ta hay lao vào và giúp con giải quyết các cái tình huống, các cái sự kiện, và không cho con buồn, không cho con kịp trải nghiệm được một cái sự lo lắng. Con sẽ không có trải nghiệm, và không có trải nghiệm thì sẽ không có bài học. Phương pháp bài học về cảm xúc hiệu quả khi chúng ta kết hợp với góc bình yên. Góc bình yên là cái nơi mà trẻ ngồi và nhìn nhận lại, nhận biết cái cảm xúc của mình đang có và cân bằng cảm xúc tại góc bình yên. Sau đó anh chị sẽ đặt những cái câu hỏi để con có bài học về cảm xúc. Ví dụ như thế này, tại sao con lại buồn? Con đang gặp cái tình huống như thế nào? Con hãy kể cho ba nghe, hãy kể cho mẹ nghe. Con có thể chia sẻ cái nỗi buồn này, chia sẻ cái nỗi lo này với ai? Với ba, với mẹ, với người bạn nào? Bằng cách nào mà con đã hết buồn, hết lo lắng? Ví dụ đó là những cái câu hỏi về cảm xúc. Những cái câu hỏi mà giúp cho con có cái kinh nghiệm, giúp cho con nhận biết được là cái lần sau khi gặp tình huống này thì con phải xử lý như thế nào. Anh chị hiểu không ạ? Các cái câu hỏi để giải mã cái tình huống cảm xúc của con thì rất là đa dạng, rất là nhiều, tùy vào cái tình huống thực tế thì anh chị đặt cái câu hỏi. Tuy nhiên đích đến cuối cùng của các cái câu hỏi này đó chính là con có một cái bài học về cảm xúc, có cái kinh nghiệm để lần sau khi gặp cái tình huống đấy thì con có sẵn cái kinh nghiệm và xử lý. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ về tường, bấm vào đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất. Tôi là Lê Thanh Trong, tác giả bộ thẻ nâng cao EQ, người đồng hành cùng cha mẹ để kể câu chuyện giáo dục gia đình. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.